Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với Nigeria. Thưa quý vị, giới chức của đất nước này cho biết ít nhất đã có 12 người thiệt mạng sau khi có một xe bồn chở xăng va chạm với một phương tiện khác. Sau đó phát nổ tại bang Kogi miền Trung của đất nước này vào hôm ngày 11 tháng 11 và nguyên nhân của vụ tai nạn vẫn đang tiếp tục được điều tra. Thông tin ban đầu cho thấy rằng chiếc xe bồn đã bị hỏng phanh khi va chạm với một phương tiện gây cản trở trên đường cao tốc, khiến cho vụ nổ xảy ra. Ngoài 12 người thiệt mạng thì đã có 7 người khác bị thương. Những vụ va chạm như thế này thường xảy ra trên các con đường chính ở Nigeria. Các biện pháp mới do lực lượng an toàn giao thông đường bộ Nigeria đưa ra đã không thể hạn chế sự cố xảy ra. Tháng 9 năm 2022 có hơn 10 người đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn tương tự ở Kogi.